Em xin chào tất cả các anh chị nha. Trong buổi sáng hôm nay thì tiếp tục em sẽ con motor nhỏ đến từ Đức. Con motor này thì với dòng điện là 12V và số vàm đoạt được đó là 250 vòng trên 1 phút. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì sẽ con motor này với giá là 70k trên 1 con. Mua từ 2 con thì chúng ta sẽ được miễn phí ship nhé. Nên các anh chị nào có nhu cầu sử dụng con motor này thì có thể liên lạc với cửa hàng qua video mà em sẽ đăng, chuẩn bị đăng. Cảm ơn các anh chị theo dõi video này ha. Xin nhắc lại con motor này thì đến từ Đức ha. Con motor này số vàm đoạt được đó là 250 vòng trên 1 phút và dòng điện là 12V. Các anh chị thấy không? Khi mà test con motor này chúng ta thấy chạy rất là êm và rất là nhanh. Nên các anh chị có thể dùng để chế tạo, để dạo vít hoặc là những thứ khác rất là tiện ích. Cảm ơn các anh chị xem video ha.